Một cái chảo sâu lông chống dính khá là ok mà giá lại rất là sinh viên. Hôm nọ thấy có cái chảo sâu lông phong cách Hàn Quốc ở trên Lazada, vừa đẹp vừa hạt rẻ nên mua về để quay TikTok. Ai ngờ chất lượng em nó cũng khá là ok nên mình quyết định làm review cho mọi người luôn nha. Nếu như mình nhớ không nhầm thì mình mua cái chảo này với giá là chưa đầy 150k. Tuy nhiên thì mình thấy giống cái quánh hơn là cái chảo. Nếu như mọi người chưa biết cái quánh là cái gì thì có thể là nhìn thấy đây, đây và cả đây nữa. Nhưng chủ shop bảo đây là cái chảo sâu lông thì mình cứ tạm thời gọi nó là chảo sâu lông nha. Chảo này có đường kính 18 cm, có thể dùng cho tất cả các loại bếp kể cả bếp từ. Về cơ bản thì cái chảo này khá là tiện, mọi người có thể dùng để chiên, xào, nấu hay nấu canh đều được cả. Và được cái là nó có khá là nhiều màu để mình có thể lựa chọn. Thường thì mình thấy một cái chảo chống dính bây giờ có giá rẻ nhất cũng đã hơn 200k, tuy nhiên chưa đầy 150k mà đã có chống dính thì mình cũng khá là bất ngờ. Mình dùng chảo này để chiên, xào, nấu trong vòng 3 tuần thì thấy cũng rất là ok, chưa thấy trầy xước gì mặt chống dính cả. Để chảo được bền lâu thì mọi người tránh dùng cọ sắt để cọ nồi nha, dùng rẻ rồi bát mềm mà rửa thôi, cổ bền tại người mà. Nhưng điểm duy nhất mà mình thấy đấy là không có nắp vung đậy, nhưng với giá dưới 150k thì không thể đòi hỏi nhiều. Nếu như mọi người có ý định mua chảo mà vẫn chưa biết mua ở đâu thì có thể tham khảo ở đường link mà mình để ở dưới phần bio hoặc là phần comment nha. Hôm nay là 11 tháng 11, Lazada cũng đang sale. Mình nghĩ là nếu như mọi người đặt hàng vào ngày hôm nay thì giá nó cũng sẽ hợp lý hơn so với mình mua đấy.